Xin chào mọi người. Chân mệt để tin Diệp Đại Hào 1041. Đại Thánh Đại Ngộ Tộc ra mệnh lệnh vang vọng khắp hư thiên. Hắn đã biết Diệp Đại Hào cùng người hoán đổi không gian và liền không thể đánh loạn. Đánh không được Diệp Đại Hào thì không nói, ngược lại là đem người trong nhà Diệp đi không ít. Đối đãi với người có mưu mô như Diệp Đại Hào, nhất định phải chú ý tới chiến thuật phòng cấm không gian là biện pháp trực tiếp nhất, phòng cấm Diệp Đại Hào là hiệu quả nhất. Lập tức mấy chục tôn đại thánh đều kích động ấn quyết, không gian vùng thế giới kia lập tức bị phong cấm, tuyệt diệt Diệp Thiên Hoán Địa của Diệp Đại Hào. Tiếp theo một cái chớp mắt, phát trận của Đào Ngột Tộc lại mở công kích. Hư thiên ông động, từng luồng thần mang trận pháp bắn về phía Diệp Đại Hào, mỗi một đạo đều có thể xưng là tịch diệt. Đánh trúng mông ta, lão tử khẽ họ các ngươi. Diệp Đại Hào mắng to, nói xong anh lao lên trời mà đi, đạp trên đạo ẩn, thân pháp càng huyền ảo nhàn nhã, giống như đi bộ tung hoành cửu tiêu. Sau lưng càng không ngừng có tàn ảnh thấp thoáng nhẹ nhõm né qua từng đạo phát trận thần mang. Thế vậy Đại Thánh Đào Ngộ Tộc một hơi không thở lên nổi, kém chút đã phun máu. Mà tu sĩ của chư thiên càng là thở dài tặc lưỡi, nhưng không được mà chơi lên món tay cái với Diệp Đại Hào. Đã gặp qua người né tránh mượt mà, nhưng chưa từng thấy qua kẻ nào né tránh mượt như thế. Nhiều thần mang như vậy để không thể đánh trúng người. Phòng cấm cho ta, vậy con hắn cho ta. Đại Thánh Đồng Ngọc Tộc tức giận gào lên. Không cần hắn nói thì mấy chục tôn đại thánh kia liền đã nhau nhau thôi động trận đồ phòng cấm. Giống như Diễm Hào hạng người này phải đem anh phòng cấm không thể đồng đầy, sau đó lại đem anh xem như bia sống, trực tiếp oanh thành tro tàn. Cũng đừng nói, rất nhiều pháp trận phong cấm thật sự đã đem Diệp Đại Hào ngăn ở hư thiên. Chạy, tiếp tục chạy đi à. Thấy Diệp Đại Hào bị vây khốn ở bên trong pháp trận, cường giả Đồng Ngọc Tộc từ tứ phương vây giết tới. Từng gương mặt kia đều dữ tợn mà đáng sợ, từng tên cũng đều nghiến răng nghiến lợi. Muốn vây nhốt ta, đạo hạnh của các ngươi vẫn còn kém một chút. Diệp Đại Hào cười lạnh, giết đời. Anh lại dẫm lên trận văn, vừa sải bước ra khỏi pháp trận vây khốn anh, trước sau chẳng qua cũng chỉ mất đúng một giây. Tựa như cái pháp trận này với anh mà nói chính là vật bài trí. Chuyện này đều thuộc về công do nhân vương bồi dưỡng. Những năm này anh đã học hết được đế đạo phục hy 9981 trận, vô luận là tạo trận hay là phá trận đều đã đạt tới đăng phong tạo cực. Chỉ vài tòa pháp trận nơi này làm sao vây khốn được anh chứ? Làm sao có thể như vậy chứ? Cường giả Đồng Tộc vừa lao tới đều khó thể tin. Phải biết những trận pháp này đều là pháp trận thượng thừa, có thể vây chết đại thánh, nhưng lại bị một thánh vương nhẹ nhõm xông ra, làm sao bọn hắn không chấn kinh cho được chứ? Đánh một trận cho thống khoái đi, sao toàn lên món điểm tâm nhạt nhẽo thế này? Trong một cái chớp mắt này, Diệp Đại Hào đã giết tới. Hai lời một câu cũng nói nhiều, qua gậy liền vung mạnh. Mấy tôn đại thánh vừa công kích tới phía trước liền bị đánh cho thân thể ầm vang đổ dịch, đi chết đi. Một tôn đại thánh Đào Ngọc Tộc gầm thét từ sau lưng giết tới, một chí thần mang xuyên thấu trời cao. Chỉ bằng ngươi sao? Diệp Đại Hào hừ lạnh, một cú ngưng người tránh thoát, sau đó lập tay một chưởng đem đại thánh kia đánh cho hộc máu bay tứ tung, thần thể cũng theo đó mà nứt toát, chỉ còn nguyên thần rơi xuống khỏi trời xanh. Tru diệt cho ta! Ba tôn đại thánh Đào Ngột Tộc đánh tới, thần sắc dữ tợn, đánh ra một kích tuyệt sát. Diệp Đào lười nhác đáp lại, ngạnh kháng một kích, đem tôn đại thánh la tới đầu tiên đánh cho máu xương bay tứ tung, chợt tung một cước đá nổ tôn đại thánh thứ hai. Vì đại thánh thứ ba kia mới là thảm, bị một chiếc thần mang xuyên thủng thần hải, chân thần nguyên thần đều hồn phi phát tán. Giết! Mấy tôn đại thánh Đào Ngột kêu gào cùng nhau giết tới. Diệp Đại Hào đương nhiên sẽ không sợ, giết thẳng vào trận địa địch, không có chút bí pháp nào, chỉ mạnh bỗng quất lung tung, huyết hoa văng ra tung tóe vô cùng lộng lẫy. Đại thánh Đào Ngộ Tộc từng tôn bạo liệt nổ tung, hình ảnh máu me nhìn thấy mà giật mình. Đây là người nhà nào chứ, sao lại hung hãn như vậy? Nhóm nhân tu chư thiên thân còn ở trên tường thành,
nhìn mà hai mắt trợn tròn xoe. Lễ bí pháp che lớp bản nguyên, nhìn không thấu được chân dung. Một người đem mấy trăm tôn đại thánh đào ngộ tập đánh cho người ngã ngựa đổ, thật là bá đạo. Chẳng biết tại sao, nhìn xem hắn, Đại La Phu không hiểu sao lại nhớ tới một người. Một lãnh đạo nhân tu, ý tứ sâu xa nói ra, ai? Phong một tánh thể, Diệp Đa Hầu. Một câu lãnh đạo để nhóm nhân tu, con ngươi để bừng sáng. Thật đúng là, người giờ phút này đang đại chiến với đạo một tộc kia, bá đạo y chang thánh thể. Một mình tới độc chiến, tất cả đều là một người đánh một đám. Có chút thú vị đó. Mời chúng tộc Hồng Hoang cũng đang xem chiến, đều xoa xoa cằm cười u tàn. Các người còn phải xem đến khi nào hợp lực diệt sát thánh à? Đại thánh đào ngôn tộc gầm thét. Chỉ tru diệt thánh, một của thánh vương nhỏ nhỏ, thực sự không cần hợp lực. Có tiếng cười u tàn khoan thai vang lên, truyền lại từ bên phía Kim Ngai tộc. Đó là một thanh niên, mái tóc màu tím, huyết bào tung bay, nhìn một âm nhu, trời sinh còn có một đôi mắt phượng. Chợt nhìn còn tưởng rằng đây là một nữ nhân. Thế nhưng hắn thật sự không hề đơn giản. Bề ngoài tuy là thanh niên, nhưng kỳ thực là một lão yêu quái. Chỉ là phục dụng linh dược bảo bối, vẫn cửu giữ lại nét thanh xuân. Tu vi của hắn chính là đại thánh, đã đạt tới đỉnh phong. Khí tức âm u, quanh thân khi thì có dị tượng, giống như ảnh như hiện. Một đôi mắt lấp lấy ánh sáng âm trầm. Kim Nghê Vương có là mối nhân tu nhận ra hắn thế nào, hắn rất mạnh sao? Chiến lực thì thường thường, nhưng lại thông hiểu tiên pháp đế đạo. Lão bố tu sĩ thần sắc khó coi. Đó là một loại tiên pháp đế đạo nghịch thiên, có thể đem pháp khí người khác từ trong thân thể tách ra, rất khó lòng phòng bị. Đây chính là chỗ đáng sợ của Kim Ngư Phương. Đánh trợ công thì hắn tuyệt đối là đối thủ khó đối phó. Theo ý tứ của tiền mối thì Kim Ngư Phương kia có thể lột bỏ chuẩn đế binh trong cơ thể của người kia hay sao? Không phải là có khả năng, mà là tuyệt đối có khả năng đó. Đế đạo tước đoạt. Quả nhiên, lời nói của lão bố nhân tu còn chưa dứt, liền nghe âm thanh Kim Ngai Vương cười đầy âm hiểm. Hắn đã một tay kết thành ảnh, thi triển cấm pháp, mà cấm pháp kia chính là đế đạo tước đoạt. Bất chợt, liền thấy Diệp Hào đang đại chiến, thắng thể đột nhiên run lên. Một giây sau đó, chuẩn đế binh dung nhập ở trong cơ thể anh liền bị bay ra. Không chỉ có bị bay ra, mà Diệp Đào còn không thể nào khống chế được nó, bay về phía Kim Ngân Vương tên kia, bị Kim Ngân Vương trấn áp. Thật sự là một chuẩn đế binh tốt. Kim Ngân Vương khóe miệng hơi vểnh lên, nhẹ nhàng vuốt ve kiếm chuẩn đế, khá tán thưởng, cười cũng ngang ngược mà giễu cợt. Là nhìn tới Diệp Đào, bởi vì chuẩn đế binh bị lấy ra mà khí tức quan rớt xuống ngàn trượng. Chuyện này còn bà đó chứ. Diệp Đào co giật khóe miệng, biểu lộ đặc sắc. Anh không nghĩ tới trên thế gian này còn có bí pháp như vậy. Ngay cả chuẩn đế binh đều có thể bị cường ép lấy ra, làm anh trở tay không kịp. Không khó chuẩn đế binh trợ uy, anh chính là một thánh vương. Mặc dù cũng có thể đồ sát đại thánh, nhưng số lượng đại thánh của đối phương nhiều có chút dọa người. Cũng phải là anh mà có khả năng chống lại. Nếu anh dứt khoát ngạnh chiến thì hẳn là sẽ phải chết. Lúc Diệp Hào đang nhức cả trứng thì lan nha bổng trong tay anh cũng đang vù vù rung động. Đó là Kim Ngê Vương kia lại thôi động đế đạo tước đoạt, muốn đem cái lan nha bổng này của anh cũng tước đi. Diệp Hào quát lại một tiếng, gia trì bí pháp tại bên trên lan nha bổng. Cái lan nha bổng này cũng phải là lan nha bổng bình thường, chính là pháp khí bánh mệt của anh, cũng chính là Hỗn Độn Thần Đỉnh, cũng thể bị tước đoạt. Hỗn Độn Thần Đỉnh rất bất phàm, phù phù chấn động, cũng đang đối kháng với đế đạo tước đoạt kia. Lần này Kim Ngư Vương ngược lại là chưa thành công, không khỏi nhíu chặt lông mày, âm hiểm cười nói, có chút thú vị, bắt sống cho ta. Một bên khác, đại thánh đào ngột tộc đầy rẫy dữ tợn gào lên, bắt sống hắn. Cường giả đào ngột tộc lại từ tứ phương vây về hướng Diệp Đại Hào. Từng dịch mục kia đều dữ tợn như ác quỷ, liếm đáp đầu lưỡi đỏ khét, muốn đem Diệp Đại Hào bắt sống, sau đó sẽ hành hạ đến chết. Diệp Đại Hào cau mày, thần sắc cũng nghiêm túc, ăn ngược lại là nghĩ tới thông linh Diêm La đến trợ chiến. Nhưng vấn đề là đối phương không có khả năng cho anh thời gian này, không chờ anh kịp thông linh thì hơn phân nửa liền đã bị tru diệt.
Đây chính là tử cục. Tu sĩ trong thành trong lòng căng thẳng, không có chuẩn đế binh trợ uy thì anh chỉ là một thánh vương, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chắc chắn sẽ bị tru diệt. Lã Tử còn đang muốn giết ta hỗ trợ, lần này ngược lại là tốt, tự dưng lòi ra một kim ngư vương đầy quý vị. Lâm Tinh thầm mắng một tiếng, hắn tự nhận nếu như mình chết ra ngoài thì cũng sẽ giống như Diệp Đế Hầu bị tức đoạt cho đế binh trong cơ thể, đến lúc đó hắn cũng chỉ là một thánh vương không đáng để người nhìn tới. Chuẩn đế đâu? Chuẩn đế chư thiên chúng ta đâu hết rồi? Ngũ đại cấm khu đâu? Vì sao lại mặc kệ như vậy chứ? Nhân Tu trong lòng đang kêu gọi, cho dù là có một tôn chuẩn đế hiện thân hoặc là ngũ đại cấm khu cho một chút phản ứng liền có thể hóa giải cái tình thế nguy hiểm này, nếu không thì người tài của chư thiên bọn họ hôm nay tất khó thoát khỏi cái chết. Nhưng cũng không có cách nào, bọn họ kêu gọi rất nhiều nhưng không thấy một bóng dáng chuẩn đế, không thấy cấm khu có phản ứng gì. Bên ngoài thành thiên địa u ám, sấm sét vang dội, rung động ầm ầm, đều là bởi vì uy áp của đám cường giả là một tộc tuôn ra, uy áp của mấy trăm tôn đại thánh nối thành một mảnh, cho dù là chuẩn đế cũng sẽ bị ức chế. Nghi nhị mà đi, bóng người đen nghìn nghịt hình thành một vòng vây, dần dần tụ về hướng Diệp Đế Hầu. So sánh với cường giả đạo một tộc thì thân ảnh Diệp Đế Hầu liền hơi có vẻ đơn bạc. Còn không mau đền tội! Một tên đại thánh tóc đỏ của đạo một tộc hừ lạnh, vươn ra bàn tay chụp tới Diệp Đế Hầu. Đền em gái ngươi! Diệp Đế Hầu mắng to, la lên trời mà đi, lại thuấn thân biến mất. Đại thánh đạo một tộc một tay tóm vào không khí, lại vẫn thông hiểu hóa vũ trụ thành cát bụi, nhanh phòng cấm vùng không gian kia. Tên đầu lĩnh đạo ngộ tộc quát to, hắn trốn không thoát được. Rất nhiều cường giả đạo ngộ tộc cười u tàn, lần nữa hợp lực phòng cấm vùng không gian kia, mà cường giả đạo ngộ nào có thiên nhãn đều mở ra thần thông thiên nhãn, tần tất truy tìm. Bên trong bụi không gian, Diệp Đế Hầu đã xuất ra máu Diêm La, kết động ẩn quyết thông linh. Nơi đây, mấu chốt chính là thời gian, không biết đại anh sẽ thông linh ra Diêm La trước hay là đạo ngộ tộc phá vỡ bụi không gian trước. Thế nhưng để anh kinh ngạc chính là đế đạo thông linh đúng là vô hiệu, hoặc là nói là có một cổ lực lượng thần bí ngăn cản anh liên kết cùng minh giới, chính là cổ lực lượng kia mới khiến cho anh không cách nào thông linh được Diêm La. Làm cái gì vậy chứ? Diệp Đế Hầu tốc độ cực nhanh, lần thứ hai xuất ra báo tươi Diêm La, sau đó nhanh chóng kết động ẩn quyết. Chỉ có điều lần thứ hai cùng lần đầu tiên cũng giống nhau, vẫn là thất bại. Diệp Đế Hầu cũng không thử lại nữa, mà là hai con ngươi hiếp lại nhìn về phía hư vô, dường như có thể cách vô tận phiêu miểu trông thấy âm tà địa phủ. Nguyên nhân cũng phải là vì đế đạo thông linh mà vấn đề xuất hiện ở bên giới, chuẩn xác hơn mà nói là lực lượng thần bí kia đã bao trùm minh giới ngăn cản đế đạo thông linh. Trong chớp mắt này, bụi không gian bị đạo ngộ tộc tìm ra được ầm vang nổ tung. Diệp Đế Hầu bị nổ văng lệch bay đi, lại tiếp tục bị vây chặt như nêm cối. Để tránh cho anh là dùng hóa vũ trụ thành cát bụi lẩn trốn, đạo ngộ tộc sớm đã phong cấm không gian. Chạy, xong chạy nữa đi! Cường giả đạo ngộ tộc nghe răng cười, tuy nhiên không vội vã bắt sống Diệp Đế Hầu mà vô cùng thích thú đứng nhìn xem. Bọn hắn vốn bạo ngược mà khát máu, thích nhìn nhất chính là thần sắc người lúc tuyệt vọng. Bức ta sao? Diệp Đế Hầu hừ lại một tiếng, trong tay hiển hóa ra một tiên kiếm, không biết lượng sức. Một tôn đại thánh đạo ngộ tộc một bước giết tới, bàn tay như thần đao bổ về phía Diệp Đế Hầu. Diệp Đế Hầu không nói một câu nào, thuấn thân tránh thoát, lật tay một kiếm đem tôn đại thánh kia đánh cho tung bay ra ngoài. Một hình ảnh này không chỉ là nhân tu của chư thiên mà ngay cả cường giả hồng hoang cũng đều chấn kinh. Lúc trước Diệp Đế Hầu có chuẩn đế binh trợ uy có thể đánh lật đại thánh thì bọn hắn nhận sợ, nhưng anh giờ phút này chỉ là một thánh vương để đem một kiếm đánh bay một tôn đại thánh, chiến lực này là mạnh đến bao nhiêu chứ? Đế chậm thì sinh biến, nhanh chóng bắt hắn! Đầu lĩnh đạo ngộ tộc quát lớn, thánh vương nhỏ nhỏ người trốn không thoát. Mấy trăm vị đại thánh cùng nhau gào thét lao vào tới như ong vỡ tổ. Lão Tử bị dọa sợ quá đi! Diệp Đế Hầu mắng to, nhìn chuẩn một phương có thực lực yếu kém, trực tiếp giết tới, một kiếm bổ ra một đạo tiên hà.
huyết quang chợt hiển hiện, 3 đến 5 tên đào ngột trúng chiêu suýt nữa đã bị chém sống. Đi đâu? Hai tôn đại thánh đào ngột tộc, một trái một phải, một tên cầm tiên kiếm, một tên múa chiến mâu. Diễn Hào bước chân không hề giảm, một kiếm ngạnh kháng, đem thằng đào ngột tay cầm chiến mâu kia đánh cho hộc máu lui lại. Thế nhưng anh cũng bởi vì vậy mà gặp trọng thương đáng sợ, tuần tự bị mười mấy tôn đại thánh đào ngột tộc đánh trúng, thánh thể bá đạo suýt nữa đã bị nổ diệt, còn chỉ kịp ổn định thân hình thì công kích che ngập bầu trời lại ập xuống. Diễn Hào nghiến chặt hàm răng, thi triển bí pháp mở đột né qua đòn công kích tuyệt sát kia. Cùng thời gian đó, anh đột nhiên phất tay bày ra để đào phục khi 9981 trận, hoặc là phát trận vây khốn người, hoặc là phát trận trù sát đánh cho đàn bộ tộc không kịp trở tay. Có nhiều tên còn kém chút đã chôn thây trong trận. Để đào phục khi trận, đàn ngột thừ lạnh giống như nhận ra trận pháp này. Đáng tiếc, lấy tu vi của người thi triển trận này còn kém rất xa. Trên 100 đại thánh hét to hợp lực đánh tới, vén vẹn chỉ một kích liền công phá để đào phục huy trận. Cũng phải là để đào phục huy trận không đủ huyền ảo, mà là đối phương quá nhiều người. Thêm nữa, Diệp Hào chỉ là một thánh vương, không thể phát huy ra quy lực thực sự của để đào phục huy, lúc này mới bị phá. Thế nhưng cũng nhờ để đào phục huy mà Diệp Hào có cơ hội thở dốc, thuấn thân thoát ra ngoài mấy trăm trượng. Đi đâu? Đàn ngôn tộc đầu lĩnh tự thân lên trận chính là đại thánh đỉnh phong, một trưởng đánh với Diệp Hào thân hình lão đảo